Không, mình tỉa tóc có cái cuốn nhà ấy cũng dày. Dân dân đặt bên đấy lại thích em sang bên đấy tỉa hơn nhé. Dân bên Bình Thuận với lại ở Nghĩa Hùng đấy, Nghĩa Hùng với lại bên Nghĩa Tâm, bên đấy em cắt nhiều. Em điểm gái xấu mồm anh cứ nói vậy. Em đâu có khéo mồm đâu, em thì giỏi nói nhiều ấy, nói nhiều người ta làm ghét cho ấy. Anh nhìn thấy nhầm thích không em? Thấy thấy một tóc của em. Anh có thích không em, anh gọi em lên đi không, anh gọi em lên làm gì, anh gọi em luôn cái hạnh. Anh nói tí tới chị ấy cho ngủ ngoài ngủ phòng khác thì ngủ thôi. Anh đi đi vào. Chị phải giữ anh như gì? Thật. Đấy hôm qua ăn xin cô giờ cái gì đâu. Hôm qua được hàng xóm mấy chị em gần nhà tặng mỗi người bông hoa. Mà Valentine hoa thúi chả được có gì đâu. Mày lão rồi. Thật đi làm gì nữa. Tối nào cũng ôm rồi còn gì nữa. Mẹ hôm qua ta thấy vợ mày đi thôi. Hàng rồi lần gì nhận được cái gì đây thế nói quen lên là mình nhận là hoa mình có sự hỗ trợ đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cơm tám má có dính vào nhau mà lo nhỉ. Em bảo cứ cô gái nào đến đây thì em thì thế à. Đùa chứ ai cũng suy nghĩ như thế mà chồng em đi Nhật không mà đấy cô. Rồi. Bây giờ xã hội nó chung chung rồi chị ạ. Nó thoải mái rồi. Nhưng mà chồng em đi Nhật thì nhưng mà em đi em ở nhà không yên tâm được. Gọi lại em mà. Thế mà chồng em cũng vẫn đi này. Anh cũng gọi đẹp thì em là anh đi xa anh muốn tiền cho vợ con được nhà. Thảo thôi em gửi đấy em thì đấy là sai, ở nhà em vẫn có tiền tiêu là em hạnh phúc lắm. Muốn đi kiếm tiền cho vợ con đặt ông như thế là mới là đặt ông tuyệt vời đấy. Sợ phải là sợ vợ khổ nên là mình phải đi. Nhiều người em ít khi đi chơi ở ngoài chơi mấy bà chị hàng xóm hay không ai đi chơi gì đâu mấy chị. Bởi vì á mình trong cả ở nhà đi chơi thì ta còn em vừa đi Hà Nội xong em phải bảo em đi chơi. Thế là bây giờ thì nói đi Hà Nội là em đi công việc ấy. Thank you.
Không sao, cô cắt thì còn đẹp lắm. Người quát đi vì tắt. Thật nhỉ. Người ta nhiều không đẹp. Nó bụ sao giờ càng lớn nó càng dài. Người ta cắt tay thì trời. Con cún nhà chị ít tóc lắm, con cún nhà chị nếu mà con này chia ba thì con cún nhà chị chỉ một phần không được. Cái đứa con gái nhà em đứa thứ hai thì phát tít thì tóc. Thầy phố gì? Đi ra Mỹ. Thầy phố gì? Đúng rồi. Thầy phố đi Sơn La hay đi Yên Bái? Ừ, đúng rồi. Đi sang Mỹ xong có hỏi tiếp. Đi mưa tóc không cô chủ sinh? Dạ em có anh nha.